Hello. Hôm nay Nhi xuất hiện là để khoe mọi người một món chay ngọt thấm đậm đà, 10 điểm luôn. Mì ý sốt kem nấm. Bữa nay là tháng 7 âm lịch, sắp tới lễ Vu Lan báo hiếu rồi á. Mà đối với ba mẹ Nhi là không báo nợ về là mừng rồi, không nhất thiết phải báo hiếu đâu. Sao vậy được? Phải báo chứ. Sáng dậy sau khi có một nụ hôn kiểu Pháp với cái cây thì mình sẽ bắt đầu đi tập gym. Thật ra có nhiều việc á, khi mà tụi mình làm tụi mình sẽ không thích nó lắm đâu, cho tới khi mà nhận được cái thành quả. Khúc này là đang đạp xe để đi siêu thị về mua đồ nấu ăn. Thấy bạn kia đứng trước nhà nên là Nhi nhờ bạn quay giùm cái clip đạp xe. Nhờ vậy thôi chứ cũng sợ đạp xong có quay lại. Where are you luôn á. Dạo này mình chuyển qua xóm mới á, mỗi lần mình đi đạp xe là trai nhìn dữ lắm. Vừa hổm đạp xe còn có anh kia chạy theo hỏi nhà em ở đâu nữa. Khúc đó thiệt muốn dẫn anh về ra mắt chồng em ghê luôn á. Đường tình duyên lận đận, tới khi mà tìm được người đàn ông yêu thương đích thực thì bị chồng ngăn cản. Bữa nay mình dẫn mấy bạn ra thăm khu vườn cổ tích, cỏ nó mọc nhiều tới mức mà Nhi phải cảm động trước nghị lực sống của nó luôn. Bữa nay nhổ mai nó mọc tiếp, thua keo này nó mọc keo khác. Đúng là cổ nhân có câu trời sinh voi ắt sinh cỏ. Ủa câu này xài cho trường hợp này được không ta? Dạo này mình tích cực uống rau má lắm á. Đẹp liền hay không thì Nhi không biết, nhưng mà uống rau má thì Nhi có cảm giác là an tâm hơn, tại vì mình cũng đã yêu bản thân mình rất là nhiều. Hôm nay Nhi sẽ nấu món mì ý sốt kem nấm. Hồi nhỏ Nhi cứ tưởng mì ý là món ăn chỉ dành cho giới nhà giàu bởi vì nó rất là mắc. Bây giờ lớn rồi thì thấy nó cũng bình thường, không có mắc lắm nên là ráng ăn nhiều. Ăn nhiều để Nhi của hồi nhỏ cứ tưởng là Nhi của bây giờ giàu lắm. Nhi nêm nếm với lại muối hồng và hạt nêm cờ no nấm hương oranis. Thực ra thì mọi người hay nghĩ là ăn chay sẽ rất là nhạt nhẽo và nhàm chán. Cá nhân Nhi là thấy ăn chay có nhiều cái hay lắm. Nó vừa giúp đổi vị vừa giúp thanh lọc cơ thể sau những ngày mà nạp quá nhiều đạm từ động vật. Cái bước mà hồi nãy Nhi đổ nước lọc vào á, các bạn giữ lại nước lọc mì. Đổ vô thì nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Cho whipping cream vào, sau đó cho mì vào luôn. Đảo đều cho nó thấm nước sốt béo ngậy. Đảo qua đảo lại, sau đó nêm với lại hạt nêm nấm hương oranis nữa. Thơm lắm. Hạt nêm này được làm 100% từ nấm hương oranis của Thái Nguyên á. Nêm vô nó đậm lắm luôn. Nhi cho thêm phô mai nữa, 10 điểm béo ngậy. Món chay ngon mà ngọt thấm đậm đà như vậy thì ngày nào cũng ăn. Hạt nêm cờ no nấm hương này nó sẽ giúp cho món ăn của mình đa từng vị giác. Ngon lắm, không có khác gì món mặn. Nhà Nhi là theo đạo Phật gốc á, thường tháng 7 là mọi người ở trong dòng họ sẽ phát tâm ăn chay nhiều lắm. Nhưng mà dòng họ Nhi thoải mái lắm, ai phát tâm ăn được thì ăn à. Có người ăn chay theo năm, theo tháng, có người thì theo tuần, theo ngày. Còn Nhi thì ăn chay theo bữa. Ông nội anh họ Nhi mới định ăn chay theo món luôn. Trong bàn có món nào chay thì ông kêu ông ăn chay. Ăn hết món chay thì qua tới món mặn, nghỉ tu. Thực ra thì cái việc ăn chay nó có rất là nhiều ý nghĩa. Một phần nào đó nó sẽ khiến cho tâm của mình an lạc hơn, một phần nào đó nó sẽ khiến cho cơ thể của mình fresh hơn. Nhưng mà Nhi mong là bạn hãy ăn chay đúng và đủ chất nghe. Thôi mình phải đi làm rồi. Bye bye, thank you.